Chào buổi sáng ngày thứ bảy. Tối qua tại thành phố không bao giờ ngủ, tôi kiếm được 125,8 đô la, hơn 3 triệu. Mục tiêu lúc này của tôi là cố kiếm thêm 20 đô la nữa để cuốn gói bay thẳng tới thành phố tiếp theo. Thậm chí nếu dù là vài ngày nữa mới bay được. Tôi đã có hai kế hoạch cho phương án kiếm tiền ngày hôm nay. Nhưng đầu tiên phải nhớ dọn giường đã, đánh răng và chống đẩy 3.000 lần cho tới rạn xương. Cà phê miễn phí, lăn khớm mùi và rồi thư giãn xong cá chuồn. Tôi cũng nên cố gắng nhân đôi số tiền của mình vào đỏ đen thành ăn 250 đô la không nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó đâu. Điều quan trọng nhắc lại tới 3 lần. Las Vegas hôm nay nóng có cầu vồng kìa. Có ai thích cầu vồng không? Thế mà tên này lại không thấy mình ngáo chứ nhỉ? Hai vợ chồng này có thấy giống tôi này. Thời gian cho ăn sáng, tư duy ăn uống trong sinh tồn là bị cùn. Lại ghé vào McDonald's làm ít cà phê. Mà thôi, uống cà phê miễn phí trong khách sạn cũng được. Mua burger loại gà cay 400 calo, giá 2,16 đô la bao thuế. Trong lúc nhận đồ tôi cứ mong là được cà phê miễn phí. Tôi đã có bánh rồi, nhưng tôi nghĩ McDonald's lên update lại một burger được tặng một cà phê. Như vậy sẽ ngon hơn, nó như một món quà nhỏ ấy. Ăn xong lại lang thang đi về. Và kế hoạch tiếp theo là như thế này. Ở đây ăn chơi kiểu gì cũng sẽ có sân gôn. Mà tôi lại có thằng bạn đại học từng làm trong sân gôn lượm bóng. Nó lụm được 500 quả mỗi ngày và có thể bán chúng. Nó bán 500 quả giá 70 đô la. Còn tôi có thể bán 500 quả với giá 250 đô la. Tôi thực sự nghĩ mình có thể làm được. Cái khó là bây giờ làm sao để vào được sân gôn. Kế hoạch trước mắt là đi bộ vào trong sân giả vờ như là một tay gôn giàu có. Tới quầy lễ tân rồi hỏi vé rẻ nhất có thể. Sốc 650 đô la để vào sân. Sốc tí thì xỉu phải kiếm chỗ dựa. Cơ mà thôi không sao. Kế hoạch này vẫn để dành xài vào thành phố kế tiếp hoặc là ở hành tinh khác. Vì chơi gôn luôn là môn thể thao đắt đỏ trên thế giới. Tôi đã có một kế hoạch khác, thú vị hơn nhưng chúng ta cần tiền vốn và phải di chuyển nữa. Quốc bộ này. Chính là nó tại đây, chúng ta sẽ lại bán hàng một lần nữa. Cố gắng bán kiếm được 200 đô la, hy vọng cách cũ đừng khiến các bạn thất vọng nha. Một thùng mát giữ nhiệt có bánh xe và tay cầm kéo lê. 24 chai nước có giá 3,59 đô la, quất luôn 2 bịch. Hai tủ đá giá 2,49 đô la, đắt hơn ở siêu thị bờ biển ngày đầu. Tổng thiệt hại gần 79 đô la. Xếp đá ướp lạnh và bán dạo một lần nữa, vẫn bán giá 2 đô la một chai. Bằng một cách thần kỳ nào đó, bên Tây vẫn sẵn sàng mua một chai nước lọc với giá 2 đô la, tức 45-46 ngàn Việt Nam đồng. Bán luôn tay luôn chân mà không hề thấy bị mặc cả, cũng không bị dân phường tới bế lên thùng, mời lên phường uống nước chè. Las Vegas thật tuyệt vời. Tôi đã thay đổi gấp đôi độ nhận diện thương hiệu, trước sau cứ như một. Đi tới đâu cũng có người mua, nhất là nhóm thanh niên đến từ xứ Wales. Đã mua hầu một đống rồi lại còn tip tiền. Ồ, thế là thôi giả rồi, tí thì đổ hết. Máy quay của tôi đã quá nóng khi ghi hình nên ta phải chuyển sang điện thoại. Tiếp tục thôi nào. Nay giờ mới có mỗi cô bé này làm mặc cả 1 đô la, bán luôn. Quá trình bán nước vẫn vậy, thật không thể tin được. Nó khá thuận lợi cho tới tận thời điểm này. Đây là chai nước cuối cùng tôi tự thưởng riêng cho mình. Chơi chiều tiếp. Quay trở lại hoàn trả cái thùng giữ lạnh. Hoàn tiền 65 đô, a hi hi. Thu về cả vốn 205 đô tất cả. Quay trở lại phòng nghỉ ngơi thôi. Ta đã đi lang thang quá xa rồi. Đợt từ Los Angeles sang đây, tôi định đi máy bay, nhưng rồi lại quá đắt phải đi xe buýt. Nhưng bây giờ thì ta đã là người có tiền. Trích được vé rẻ nhất 64 đô chưa thuế. Chưa kể là mang theo cái ba lô như của tôi đây sẽ bị cộng tiền 69 đô la một ba lô. Bởi vậy, hành trình tới được chỗ Mr. Beast thực sự gian chuẩn. Tổng vé bay tiêu tốn hết 123,9 đô. Tôi sẽ sớm bay thôi, nhưng bây giờ phải là lúc ăn mừng. Ôi trời ơi, tưởng ăn mừng kiểu gì. Cậu ta lại tới đây, sử dụng tít điểm để đổi lấy một ly cà phê miễn phí. Đúng thật là không đồng. Ở đây bật nhạc hơi ồn nên tập trung uống. Trông phê quá nhỉ, nói chung là uống hơn cả chiều. Rồi tôi lại quay trở lại trung tâm thương mại. Tôi có thể mua 3 phần gà và 1 phần cơm tráng được không nhỉ? Hóa ra lại là món này, tại nó cuốn quá mà. Cuộn xong là ra đi 8 đô la. Tôi biết ngay mà, là kiểu gì mua ở đây cũng bị đắt hơn ở Los Angeles. Ở đây là rất nóng cho nên tôi đang phấn khích chờ đợi ở thành phố tiếp theo. Các bạn biết đấy, tôi mua mấy đồ cá nhân rồi. Hãy comment bên dưới cho tôi biết tôi cần phải mua gì tiếp theo. Còn bây giờ thì tôi sẽ ăn hết nó. Và ôi trời ơi, tôi đang ở đây với một cậu YouTuber có kênh rất là to. Cậu ta điên lắm các bạn ạ. Cậu ta đã dẫn tôi đi xem rút 5.000 đô la, tiền toàn tờ 100 đô la phẳng đẹp. Cậu ta sẽ làm gì? Còn làm gì ở cái đất Las Vegas này nữa? Đánh bạc 5.000 đô la, trò này thì còn lạ gì nữa đâu. Chọn trước đúng số hoặc đúng màu con bi xe lăn, lăn lụm tiền thôi. Số 13 màu đen, khiếp. Người ta trúng màu còn vui mừng hơn cả chính chủ. Không biết có được chia đồng nào không? Ồ, thì ra là 10.000 đô la ấy chúng donate cho quỹ của Ryan. Cảm ơn anh ta luôn. Về tới khách sạn rồi, tôi vừa tắm xong và đánh răng nữa. Và tin tốt là Mr. Beast rất thích hành trình mấy ngày vừa rồi của tôi. Cậu ta đã xem video ấy.
còn ngỏ ý muốn donate 50.000 đô la cho dự án gây quỹ của tôi. Nên yên tâm, hành trình này tôi phải thực hiện được cho tới khi giao xong đồng xu tới MrBeast. Còn bây giờ thì ngủ ngon, tôi yêu các bạn. I love you guys. See you tomorrow. Ngày thứ 8 thức dậy tôi vẫn thế, các bạn chắc cũng vậy thôi. Đó là làm các bước vệ sinh cá nhân không khác gì mấy ngày trước. Và sau đó lại không quên nhắc lại hành trình Sito này của tôi không phải là vô nghĩa. Tới gặp MrBeast và giao cho đồng xu trong 30 ngày còn đang gây quỹ nữa. Còn giờ thì xách ba lô lên và kiếm tiền thôi. Vẫn là Las Vegas. Chuyến bay của tôi sẽ khởi hành vào 1 giờ sáng, nên giờ sẽ đi mua một chút thức ăn. Tôi bị dậy muộn nên bỏ lỡ mất bữa sáng món gà cày, cho nên vẫn mạnh tay order đơn khác hết 6 đô tốn kém cùng với một ly cà phê. Nhận đồ làm tôi cảm thấy mình tự làm mình hư quá. Có nhìn thấy lông trên mặt tôi không? Chứng minh cuộc sống đang dần hối hả hơn. Sự kết hợp của burger và cà phê đá vẫn thuộc Việt Nam. Tôi biết các bạn phát chán xem cảnh tôi ăn rồi nên tôi sẽ như thế này cho nhanh. Tôi đã ăn xong. Mục tiêu tiếp theo của tôi là tận hưởng càng nhiều càng tốt ở Las Vegas. Trong vài giờ tới, tôi phải kịp trải nghiệm danh sách 75 điều thú vị miễn phí ở đây. Điều đầu tiên là sảnh hoa Bellagio. Đi qua cửa xoay, nó làm tôi sợ. Giờ thì đang vào bên trong khách sạn. Cảnh tượng thật là đáng ngạc nhiên, không nói được lên lời, nên đành phải ngồi thẩm thôi. Địa điểm tiếp theo không hẳn là free nhưng cứ vào là S&M Store. Nhờ được ông chú cầm cam check in hộ. Bên trong quá trời là kẹo luôn nên tôi lại phải ngồi thẩm tiếp. Tiếp theo là nghệ thuật đại dương, chúng có hình dạng thật là kinh khủng như quái vật đi. Ý tôi là tiếng Anh là MrBeast. Sau đó tôi nhận ra mình thích khiêu vũ nhờ quý cô Wanda. Tiếp theo là Atlantis, cái này đúng chợ du lịch là phải có này, cái này coi được này. Tiếp theo là nóng quá nên tôi lại rời khỏi khách sạn sau một ngày dài ăn chơi nhưng miễn phí. Thật may khi được tận hưởng mọi thứ mà vẫn đảm bảo hành trình của mình. Và MrBeast lại gọi cho tôi hỏi tôi đang ở đâu. Cộng mấy cái tin nhắn hôm qua, tôi sợ rằng cậu ta đang can thiệp tới kế hoạch của tôi. Điểm nhấn nằm ở từ reset và đệm trước nó là tiền 50.000 đô la. Vì vậy tôi sẽ nói cho cậu ấy biết sau khi tôi rời khỏi đây. Tôi chuẩn bị rời đi tới sân bay trong khoảng 1 tiếng nữa, thế nên tôi muốn nếm thử một tí may rủi ở cái đất Vegas này. Thứ này sẽ được bán luôn ở Circle K. Mà không, Thu Ngân đã bảo không bán. Tôi biết các bạn đang mong đợi cảnh tôi đang chơi ở casino, nhưng không nhả. Tôi sợ mình thắng rồi giàu hơn cả MrBeast mất. Nói vậy chứ không mua được vé số nên tôi quyết định quay trở lại khách sạn, dọn đồ ra sân bay sớm cho chủ động. Dọn đồ xong và đây là thứ duy nhất còn ở bên ngoài. Đôi tất người bạn đồng hành trên máy điều hòa. Và trước khi tiền bị tiêu hết, tôi phải mua sữa rửa mặt. Bởi vì rõ ràng trên mặt tôi đang nổi mấy cái cục mụn to tướng. Thế nhé, lên đường và bắt xe đi thôi. Sau đó rồi tôi sẽ kể kế hoạch cho các bạn nghe. Tạm biệt Đỏ Đen đã không cám dỗ được tôi. Taxi giá khoảng 15-20 đô la để tới sân bay. Nên thôi, tốn kém như thế này sang thành phố tiếp theo sẽ chết đói mất nếu không kịp kiếm ra tiền. Tôi quyết định đi xe buýt. Ngồi chờ xe buýt. Tôi biết cảnh này trông hơi kinh. Xe chạy, hành trình mới bắt đầu. Xe buýt hơi vắng và tôi không ngừng gặm móng tay. Đã tới sân bay, chuẩn bị check in. Để tôi nói cho bạn biết điều tôi đang nghĩ. Tôi còn lại 65,95 đô la, đó là rất nhiều tiền. Sắp tới sẽ có rất nhiều điều lớn xảy ra, sẽ sớm thôi. Tôi không biết nó là khi nào, nhưng MrBeast có mùi đe dọa như vậy nên tôi sẽ hạ cánh ở một địa điểm khác. Nó có thể cho thuê xe ô tô. Tôi thấy chỗ đó khá rẻ. Tôi thấy được một chiếc xe Nissan SUV, giá thuê 36,8 đô la một ngày. Kế hoạch đã được chốt. Bùm, tôi đã thuê được xe. Nó cũng có thể là chỗ ngủ của tôi, cũng có thể cho phép tôi bất cứ đâu tôi muốn. Tôi cảm thấy giờ đây không phải là vlog nữa mà cứ như một bộ phim. Và MrBeast là nhân vật phản diện. Tôi vừa phải trốn chạy nhưng cũng vừa phải đối mặt trong 30 ngày tới, đối mặt với boss. Và chuyến bay này sẽ bay trong vòng 5 tiếng nữa. Còn giờ thì ngồi chill hoặc lượn lở. Tại sao ta lại không vào ăn ở Burger King nhỉ? Order combo 9 miếng gà chiên giòn x đôi, hai hộp đúng 18 miếng. Mục bang tại sân bay bắt đầu. Và kết thúc. Tôi đã ăn rất ngon. Giờ là nửa đêm tại sân bay. Vậy là đã kết thúc ngày thứ 8. Tôi sẽ lên được máy bay và chính thức là ngày thứ 9. Nên ta sẽ lại gặp nhau ở tập sau. Cảm ơn các bạn đã dõi theo. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast.